Hey, xin chào mọi người nha. Mình là Quân, đại diện bên kênh thông tin nhà đất huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Thì hôm nay thì mình có đi quay một cái vườn sầu riêng 4 năm tuổi, sầu riêng Thái tại ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Để quý vị thấy cái vườn này là trái nó rất là nhiều nè. Anh lại quay cái trái cho mọi người xem nè. Đây. Đó. Sầu riêng này là năm nay là năm thứ tư thì năm nay người ta mới để lại trái nha. Có nghĩa là năm thứ ba là sầu riêng ghép, bây giờ là năm thứ ba là nó cho trái rồi. Nhưng mà do là cây nó còn nhỏ nên năm thứ ba thường thường là họ không có để trái. Và bắt đầu năm thứ tư là cây nó lớn như vậy nè, bắt đầu người ta sẽ để trái. Và sầu riêng, cái vườn sầu riêng này á, là sầu riêng, loại sầu riêng Thái và trái rất là to. Là quý anh chị, một trái như vậy là nó tầm khoảng từ 4-5 đến 6kg, có khi có trái tới 7kg lận. Thì cái vườn này á, là nó có tổng, anh xích ra kia chút. Cái vườn này á, là nó có khoảng là 300 gốc sầu riêng đang cho trái rất là mạnh. Tuy rằng nó là bói thôi nhưng mà trái rất là nhiều nha quý anh chị nha. Thì cái vườn sầu riêng này được trồng như là kính vườn luôn. Tổng cái diện tích của cái vườn sầu riêng này á, là 16.442 mét vuông, là nó khoảng là nó hơn một mẫu sáu đó quý anh chị. Thì hiện tại cái vườn này nó khá là phung nắng, đường vào thì một xíu em sẽ ra trước em quay cái đường vào. Thì ở đây nó có nhà sẵn, có điện nước sẵn hết luôn rồi. Thì chút xíu đây em sẽ quay từ ở ngoài đường nhựa vào trong này rất là gần. Xin chào mọi người nha. Thì cái vườn sầu riêng này á, là thuộc ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Nó có tổng diện tích là 16.442 mét vuông, là nó hơn một mẫu sáu. Thì hiện tại thì cái vườn này nó có một cái căn nhà cấp 4. Thì cũng như hồi nãy mọi người thấy á, là mình đi vào một cái con đường bê tông rồi đi thẳng vào trong đất, mà từ cái con đường bê tông á, ý là từ cái vị trí của cái vườn sầu riêng này á, mà đi ra ngoài đường nhựa này nó đâu đó khoảng 300 mét thôi, rất là gần. Thì hiện tại thì ở trong vườn á, là sầu riêng này đang cho thu hoạch và một số thương lái họ vào họ thu mua, có nghĩa là họ bán cái vườn sầu riêng này, bán mão cho bên thương lái á, là 800 triệu trên một mùa đó, một mùa sầu riêng vậy nè, 800 triệu. Và có nghĩa cái vườn sầu riêng này là nó mới chỉ bói năm thứ nhất thôi, nhưng mà đã bán được giá là tới là 800 triệu trên một cái vườn này. Thì nó có khoảng 300 gốc sầu riêng tơ như thế này nè quý anh chị. Thì hiện tại cái vườn này á, là nó có một căn nhà cấp 4 nha. Thì một chút thì tôi sẽ quay cái mặt trước căn nhà cho quý anh chị xem. Thì nhà thì cũng được xây dựng cũng khá là kiên cố, vừa ở vừa làm vườn. Đây tôi sẽ ra đằng trước tôi quay cái căn nhà cho quý anh chị xem. Đây có cái chuồng heo nữa nè. Đó là căn nhà mặt trước đây, có trồng dừa. Cái vườn sầu riêng này là nó trồng kín vườn luôn nha quý anh chị nha, khoảng cách rất là chuẩn, rất là đều. Thì
này là đất đỏ Ba Giang, thuộc ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình. Thì ở đây á, nó có một cái là đất này nó hơi triền xuống một xíu nha quý vị nha, không có quá dốc đâu, nó chỉ hơi lài lài xuống dưới thôi. Thì một số anh chị khác á, thì thích cái vườn mà đất nó phải bằng phẳng, vuông vắng, nói chung vuông thì ai cũng thích rồi, nhưng mà vấn đề bằng phẳng quá, đôi khi nó làm nông nghiệp á, làm sầu riêng hay làm vườn như vậy nè, bằng quá nó lại có những cái điểm ưu điểm cũng như là cái khuyết điểm khác nhau. Thì thực sự á, mà đất á, mà bằng á, thì á, mưa nhiều á, là nó sẽ bị nó bị ngập nước lên đó quý anh chị, là nó không có thoát nước tốt, thì lúc đó này sẽ dễ sinh ra là nấm mốc bệnh cho cây trồng, nó bị ứ nước á, nó rất là bị dễ cây nó dễ bị bệnh, nó úng gốc rồi nó thúi rễ rồi nó sinh ra nấm mốc tùm lum. Nhưng mà nó triền triền, nó hơi triền triền vậy này, không phải là dốc nha quý anh chị nha, nó chỉ hơi lài lài thôi. Như vậy á, thì khi mà mưa lớn á, thì nó sẽ thấm và nó sẽ thoát nước rất là tốt, và cây không có bị ngập úng mà cũng không có bị nấm bệnh sâu bệnh gì hết cả. Nên nhá, là mấy anh chị đừng có nghĩ rằng là bằng phẳng là đã tốt đâu đó. Này thì thật sự nó cũng bằng đây, chứ nó đâu có dốc gì đâu, nhưng chẳng qua là nó hơi triền triền xuống phía dưới một chút xíu như vậy thôi đó. Cái vườn sầu riêng này thì phải nói là chăm sóc rất là kỹ lưỡng, đúng kỹ thuật, bài bản luôn, khoảng cách cây rất là đều, không xen lẫn tạp cây gì hết, một mẫu sáu rất là rộng, rất là vuông vắn. Thì ở phía đằng sau á, đất nó hơi phía cuối rẫy đất nó hơi xấu một xíu, thì có trồng thêm một ít cây mít, mít Thái siêu sớm. Tôi sẽ xuống ở phía cuối đằng sau vườn để tôi quay cái đám mít cho quý anh chị xem. Thì hiện tại ở đây là đang bán nè, đang bán sầu riêng nè, thương lái họ vô họ chở, họ chở sầu riêng đó. Này toàn bộ là sầu riêng Thái hết nha quý anh chị nha. Đây sầu riêng, ta đang cắt sầu riêng nha quý anh chị nè. Đây sầu riêng đây. Cái này già là cắt là bán. Đây sầu riêng cắt, sầu riêng được một trái như vậy. Sầu riêng Thái rất là nặng nha. Trái như vậy là khoảng 5 kg, 6 kg á. Này nhìn rất là kinh tế nha quý anh chị. Trước á thì đi quay mấy cái sầu riêng rụng thì đây nè, sầu riêng cắt đây. Cắt tại vườn. Này, cắt tại vườn này quý anh chị nè. Đó. Già rồi là người ta cắt thôi. Nên vô chợ quá trời nè. Cây rất là đạt, rất là năng suất. Đây cắt từng cái, từng đống với gốc cây này quý chị nè. Đó. Đây, sầu riêng Thái đây. Nhìn cái đống sầu riêng nè, thấy thích không quý anh chị? Sầu riêng này nó rất là năng suất nha, trái rất là nặng nha. À, một trái như vậy á, là trái to vậy nè, 7 kg, 8 kg. Một trái. Kinh khủng luôn, to kinh khủng luôn. Rồi, cây này như cắt gần hết cây này luôn rồi. Rồi cắt từng đống này quý anh chị nè, thấy không, nó già hết rồi, sầu riêng này già hết rồi. Rồi họ cắt đang bán đó, bán cái vườn này mão là 800 triệu cho một mùa nè quý anh chị nè. Coi lý là năm nay là năm mới thôi mà đã bán được như vậy rồi. Đó, chính miệng ông chủ vườn nói là đang bán mão cho thương lái là 800 triệu cho cái mùa sầu riêng này. Và cây đã đang chỉ bói thôi, và qua năm, thêm một năm nữa thôi, qua năm thì số lượng nó sẽ tăng lên gấp 2, gấp 3 lần số lượng trái. Nếu như cái mùa này thì giá nó không có được tốt nha, giá tại vườn khoảng cỡ 45.000 một ký thôi. Nhưng mà do dịch bệnh Covid gì đó thì nên sầu riêng năm nay không có giá. Nhưng mà sang năm nếu mà thị trường ổn định lại á, mà cái giá của cái vườn sầu riêng, của cái giá thị trường á, mà thu mua lái tại vườn là 60-70.000 một ký là rất là kinh tế luôn. Cái vườn này mà sang năm á, mà có giá nữa thì 2 tỷ là một mùa là rất là bình thường.
một mùa mà thu hoạch 2 tỷ là rất là bình thường nha quý anh chị nha, đừng có, đây là thực tế luôn chứ không phải là ảo hay là gì cả. Tại vì cái vườn này á là nó tới 300 gốc sầu riêng lặng chứ không phải là ít, mà cái vườn này á là nó tới một mẫu 6, diện tích nó lớn như vậy thì kinh tế trồng sầu riêng mà được đạt năng suất như vậy thì rất là ok. Ở đây có trồng thêm một ít cây bơ, phía sau này là mít Thái nè quý anh chị nè. Hồi nãy á mít thì mùa này nó cũng vậy, nó cũng rẻ, nhưng mà cái đây khoảng 100 cây mít Thái. Thì nãy ông chủ vườn á có chia sẻ là năm ngoái á là anh bán thì cứ một lần cắt như vậy là cũng 7-8 triệu một ngày đó, một ngày là thu 7-8 triệu thì bán mít. Năm nay thì nó sẽ lớn hơn, mít siêu sớm này, mít Thái siêu sớm này quý anh chị nè. Đây có 100 cây mít Thái siêu sớm ở phía sau, sau đuôi rẫy. Cái vườn này á là được rào lưới B40 xung quanh đầy đủ hết rồi. Ở phía sau là trồng được 100 cây mít nè. Ở phía sau này, phía này là đuôi rẫy, nó có cái suối ở sau quá nên nó hơi triền triền, hơi dốc một chút. Thì ở đây thì không trồng sầu riêng, trồng mít Thái. Đây, mít Thái đây nè. Mít Thái thì thơm mà chín rồi nè. Một trái, hai trái. Đây. Trái này cũng gần chín rồi. Trái này chín rồi, đem vô ăn luôn. Thơm quá, thơm luôn. Mít Thái siêu sớm này quý anh chị nè. Ở dưới phía sau này nó có con suối nha, quý anh chị nha. Đó, ở phía sau này nó có con suối. Thì ở phía sau này á, là do nó khúc này nó hơi dốc nè, nên là ông chủ không có trồng sầu riêng mà trồng mít. Thì mít đây cũng rất là đẹp. Đây là 100 gốc mít nha, 100 gốc mít. Cái này mà mít mà này cũng cho kinh tế lắm đó nha quý anh chị. Mít Thái này nè. Đó, cái vườn mít đẹp quá trời đẹp luôn. Nói chung là ở xã Bảo Bình thì trước đây thì em cũng đi quay rất là nhiều vườn sầu riêng, vườn mít, vườn bơ rồi. Nhưng mà em thấy cái vườn này là rất là tuyệt vời, không còn chỗ nào chê nữa. Đây, miếng đất này nó có phía suối phía sau nha. Cái vườn này nó khá là rộng, nó tới một mẫu 6, hơn một mẫu 6 nặng nên thật sự em đi quay mà quay hết cái vườn này thì thời lượng nó cũng khá là dài đó quý anh chị. Đây ở đây mình có xung quanh vườn này là mình có rào lưới B40 hết rồi nha. Bên cạnh đây cũng có một cái vườn sầu riêng nè, cũng rất là đẹp nè, rất là xanh. Đây là bắt đầu vô mùa mưa rồi, cái cây nó mẩy xanh tươi tốt lắm. Cái vườn này thì nó khá là vuông, có hàng rào lưới B40 đầy đủ hết xung quanh hết rồi. Cây trái nó như vậy nè, thì cơ bản thì về vị trí thì ở đây nó cách khoảng sân bay Long Thành khoảng 20 km. Này thu tại vườn bao nhiêu một ký rồi anh? Cái này là bán vườn, bán nguyên vườn hả? À, bán mạo đúng không? À, này bán mão theo vườn thì cũng có lúc có giá cao, giá thấp, lên xuống vậy đó. Đây, đây nhân viên thu hoạch nó vô ta cắt. Cắt tại vườn này. Này chính này anh nè, có dao cắt ăn. Thơm mà đúng không? Ừ, thôi chào Thái đi à, cắt ăn luôn đi. Thôi, ăn đi, cảm ơn. Sầu riêng đảo ha. Ở cái vị trí này á là nó cách cái chợ Bảo Bình á là khoảng đây nó gần cầu Tư nè, nó cách chợ Bảo Bình á là khoảng 2 cây số, cách chợ Chiều 1 cây số.
Nói chung là khu này dân cư hiện hữu nha. Hồi nãy quý anh chị mình thấy ở cái đường mà em quay ở ngoài vào đó, dân cư hiện hữu luôn, đường bê tông, xe hơi, xe tải vào rất là thuận tiện luôn. Đây, cách sân bay Long Thành là 20 km, cách thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 85 km, gần đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Rồi cơ bản thì cái vườn này nó là như vậy. Quý anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ cho tôi, số điện thoại là 0935 605 866. Xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại trong một video mới tiếp theo. Quý anh chị nào mà muốn đi xem thực tế cái vườn này thì liên hệ cho tôi nha. Thì về giá cả thì cái vườn này thì quý anh chị liên hệ trực tiếp cho tôi. Tại cái giá này nó cũng khá là tốt. Tôi sẽ báo cái giá cho quý anh chị nào mà quan tâm thật sự. Rồi, xin cảm ơn. Xin chào tạm biệt.